Bây giờ là vậy nè, nói chuyện chơi đi nè. Ai thắc mắc là nãy giờ cô Yến nói hết rồi. Thiệt ra là quý cô chỉ mấy cách đó là về mình thực hiện là tốt lắm rồi. Bây giờ là ai mà bệnh tật gì mà cần hỏi thì hỏi đi, tranh thủ tôi nói chuyện chút xíu. Rồi em trước đi, rồi cuối vì sao cái gì à, sơ cứng cột bên teo cơ. Bây giờ hiện nay là bị bao lâu à? dạ lúc đầu là em bị khoảng tháng 5 Ừ. thì em đi khám thì mỗi bên nó chẩn đoán là bên chị bảy thì chẩn đoán là tổn thương rễ trên cột sống Ừ. nhưng mà em đi chẩn đoán lại bên bệnh viện 1 năm thì nó nói là em bị nó rơi một lần thì là bị xơ cứng cột bên teo cơ. À, mà bây giờ hiện nay là đi đứng sao rồi? Dạ đi nó càng ngày nó càng nặng. Càng nặng. Nhưng mà em nói được không? Dạ nói Có bị cứng miệng không? dạ đôi khi nó hơi bị giống như là khó kiếm từ nói. Khó kiếm từ nói, cái đó là chuyện ở trên thần kinh rồi. Còn cái chuyện mà là nói ra là làm như là nó bị cứng cơ. Lên đây đi, lên đây thử coi. Là khoảng bao năm rồi, bao nhiêu năm rồi? Mất cái mấy tháng này hả? À, rồi trả đâu lên? Ờ cũng nhận nha, rồi lên đi thử coi. À, mới mấy mấy tháng mà nó xuống lên nhanh nè. À, rồi ăn cơm nuốt rồi có khó chịu không? Dạ nó cũng còn bình thường. Còn bình thường chưa đến đổi phải không? À, Thì mà chân thì yếu. Nó có đo điện cơ em thì nó nói là điện đạo nó cũng kêu lè lưỡi ra chích cái kim À, đây coi có bị liệt với cổ chưa gì phải không? Nhưng mà giờ hiện nay bị cái nào nhiều nhất? Cái chân phải bị trước Ừ. à, lúc đầu là nó không có ngóc lên được, ngóc Ừ. cái bàn chân lên được À. từ từ thì nó không có giơ cái đùi lên được À. từ từ nó qua cái chân trái thì nó cũng bây giờ nó không có Giờ dơ cũng được luôn. giờ yếu lắm rồi Bây giờ em ngồi về em dơ thử coi. Dơ thử coi. Rồi tới đó này hả? Rồi tay kia, chân kia. Chân này cũng yếu luôn. À. Rồi đi cầu đi tiểu sao? Dạ đi thì cũng bình thường. À, không có gì, chưa có gì phải không? Rồi em nằm đây tôi thử cái rồi tôi mới nói. Nằm xuống đi, không cần gối đâu, không cần gối đâu, không cần gối đâu, nằm xuống đi nè, nằm dưới em. Rồi cứ ngồi là nằm lên đi, thẳng người đó, thẳng người đó. Rồi ngồi lên như vậy. Rồi trước nó có bị té bị gì không? Dạ có tập chạy bộ cho cái chân nó lúc đầu nó yếu nhưng Đó. mà tập chạy bộ Rồi mềm nha. Rồi bắt đầu đứng dậy. Út phát nghe không sao đâu, sợ ông này ông ngã chứ ông kia ông ngã sao đâu. Rồi bây giờ em hồi nãy kéo cái nghe gì không? Nghe cái rách không? Mình chưa gãi đâu. Rồi bây giờ giơ chân lên coi có khác không? Cao hơn tí, kéo kia lên coi. Cái kia thì yếu từ đầu rồi phải không? Nhưng mà này tự nhiên thấy khá được không? Em lấy cái trống này, trống em đi thử tôi coi em có thấy có đi có khác không? Đi xuống luôn, ngồi dưới luôn nha. Nhấc gậy có chống gậy đâu. Rồi em có cảm giác sao em nói thì nói đi, đứng nói luôn. Dạ, thì cái chân trái nó đỡ hơn chứ. Nghe đỡ hơn phải không? Dạ. Nhưng mà em bước đi em thấy nó vững mạnh hơn không? Dạ. Thì bây giờ như vậy nè, tôi mà nếu mà tôi chẩn đoán thì rõ đoán. Bữa nãy là tôi thử á, là tôi xem coi cái cuộc sống nó có liên hệ gì tới cái chuyện của em liệt không? Em hiểu không? Thật ra khi tôi làm vậy là tôi làm giảm cái cuộc sống nó ra để tôi coi nó ra sao, rồi sau đó là sẽ tính tiếp. Bây giờ em bước lên đi một lần nữa, em đi em cảm nhận nha, bước lên lần nữa.
Mọi người thông cảm nha, tôi không có chữa bệnh đâu nha. Nhưng mà tại vì trường hợp này rất đặc biệt, tôi phải thử để tôi coi giúp em này được không. Bác sĩ nói là bệnh này không có thuốc trị. Đó, bởi vậy chỗ này là chỗ cuối mà. Em bỏ gậy được đó. Nãy giờ thấy hầu như là không có đâu. Cuối đoạn đường tình. Nãy giờ là hầu như không có dùng đến gậy rồi. Rồi, nằm đi. Dạ. Bỏ gậy được rồi đó. Rồi, nằm xuống. Nè, em quay qua tôi. Quay qua tôi. Rồi. Để tôi chỉnh cái cuộc sống này. Lát nữa là không dùng gậy nữa đâu. Để dọn dãy sống như thế. Đấy, anh lên nằm ngủ, anh ngồi dùng tay lần nữa. Lấy cái gối. Rồi, xong rồi ngồi dậy đi. Rồi, bây giờ đi thử coi. Không dùng gậy nha. Giờ bỏ gậy, đi thử coi. Bỏ gậy luôn, không gậy. Vậy lúc nãy để ý là cầm cái gậy không á, nhấc gậy đi chứ có cái chống cái gậy nữa đâu. Ở nhà đi vậy té. Là, nhà đi là té à? Rồi đi được rồi đó. Đi xa là nó sẽ mỏi, nó sẽ té. Đi gần thì được. Rồi. Không. Là em cứ nói cái cảm giác là sau khi điều chỉnh em thấy sao? Cái cột sống nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn ha. Mà em thấy đi đứng cũng dễ chịu hơn ha. Rồi, em ngồi xuống được rồi. Thường thường á, khi nó bị ảnh hưởng cái vấn đề này á, là không có thuốc trị. Và hai cái, mà ba cái chứ, mà nó sẽ thấy rõ nhất là sau khi yếu liệt cái này xong á, là đi cầu, đi tiểu khó, nuốt khó. Nhưng mấy triệu chứng nó chưa có. Nhưng mà em đi á, mà nãy tôi mới chỉnh cái cuộc sống em cái á, mà tôi thấy em đi được khá hơn, chân dơ cao hơn. Hy vọng rằng là nếu mà nó chẳng đoán nhầm thì đỡ quá, mà chỉ sợ là nó tổn thương cái cuộc sống. Mà nãy tôi điều chỉnh sơ thôi, mà đã thấy em có thay đổi rồi. Nếu như bị bệnh kia là nãy tôi làm không có thay đổi. Nãy tiêu tôi làm họ thay đổi, cái đó không kết quả liền. Nhưng hy vọng rằng có kết quả, đúng không? Rồi, thì bây giờ là em phải tự cứu mình thôi. Thì Quyến hướng dẫn cái chuyện chườm đá rồi nè, các thứ đó. À, làm ha. Mà làm thấy dễ chịu không? Dạ làm thì thấy nó bớt coi giật ha. Dạ, nó bớt, tại vì tối ngủ nó hay bị giật cái cơ. Rồi, hy vọng là em sẽ khỏi. Cứ thực hiện đúng đi nha. Rồi, ok. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937-853-823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.